Rồi chào các anh em, thì đây là cành heavy. Và như một số các anh em nào đó nói là cành heavy 1.16 thì sẽ có độ chuẩn hơn so với lại 1.18. Thì đây là một số cái cành heavy 1.16. Hãng nó bây giờ không sản xuất 1.16 nữa mà chuyển sang 1.18. Thì đây là cái lô của lô cũ thôi. Đấy, lô cũ mà còn lại thôi. Đây là những chiếc heavy 1.16 còn lại nhé. Đấy thì vẫn cái tớ vẫn có cả 1.16 của 380 nữa nha. Đây là 1.16 của 600 vừa ấy về. Thì các anh em nào cảm thấy ok thì lấy mình xin cũng xin nhắc lại với các anh em là hàng của mình bán là cành, là hàng chuyển khoản 100% chứ không COD nhé. Chuyển khoản 100% không COD. Anh em nào tin tưởng thì mua, còn anh nào không tin tưởng thì xem cho vui nhé. Đấy, 1.16 600 mm. Đấy. Liner 5.5 600 mm Superior Heavy. Đó. Đối với mình ấy thì mình cảm thấy thì đối với sử dụng cả 1.16 và 1.18 thì mình thấy là 1.16 1.18 thì nó không có sự khác biệt lắm về độ chuẩn, độ trung. Đấy. Còn một số anh em nói 1.16 thì nó trụm hơn. Thì đây sản phẩm 1.16 cho các anh em đang săn lùng đây. Đấy, các anh em săn lùng 1.16, mời các anh em sơi. Giá thì cũng rất là ok, rất là ok, là theo cả độ hiếm của nó nữa. Vì hàng 1.16 là sẽ không còn sản xuất nữa, cho nên là các anh em muốn có hàng này cũng rất là khó nhé. Hàng mà một bây giờ nó sẽ là 1.18. Đấy, rồi chào các anh em.